Chương mục đọc báo và điểm tin trên TTV kính mời quý vị theo dõi những diễn biến nóng liên quan đến bà Nguyễn Phương Hằng, bản tin của tờ đất việt.com. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Dương sẽ làm việc với bà Nguyễn Phương Hằng và ông Huỳnh Uy Dũng về việc tổ chức buổi livestream có vi phạm quy định phòng chống dịch hay không, từ đó sẽ có hướng xử lý phù hợp. Ngày 15 tháng 11, đại diện Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Dương cho biết đã giao thanh tra sở này kết hợp với lực lượng chức năng địa phương làm rõ việc liên quan đến buổi livestream do bà Nguyễn Phương Hằng và ông Huỳnh Uy Dũng, tức Dũng Lò Vôi, chủ khu du lịch Đại Nam, tổ chức tại khu du lịch Đại Nam, phường Hiệp An, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương vào chiều ngày 14 tháng 11. Theo đại diện sở này, theo quy định hiện hành thì các khu du lịch trên địa bàn tỉnh đã được phép mở cửa hoạt động trở lại nhưng phải đảm bảo quy tắc 5K và các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 theo quy định của Bộ Y tế. Sau khi làm việc với đại diện khu du lịch Đại Nam, chúng tôi sẽ xem xét việc bà Nguyễn Phương Hằng và ông Huỳnh Uy Dũng tổ chức như vậy có vi phạm quy định phòng chống dịch hay không từ đó sẽ có hướng xử lý phù hợp. Đại diện của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Dương nhấn mạnh. Trong buổi livestream có nhiều YouTuber và tiến sĩ luật cùng tham gia nói về việc trong buổi livestream do vợ chồng ông huỳnh uy dũng và bà nguyễn phương hằng tổ chức có cả một tiến sĩ luật cùng với nhiều youtuber cùng tham gia và phát trực tiếp trên các trang mạng xã hội trong đó có nhiều lời lẽ xúc phạm báo chí thì đại diện sở văn hóa thể thao và du lịch tỉnh bình dương cho biết đây cũng là một vấn đề mà ban thanh tra sở sẽ làm việc với bà nguyễn phương hằng và ông huỳnh uy dũng và các trang youtuber nếu có vi phạm sẽ xử lý nghiêm theo luật định Trước đó, chiều ngày 14 tháng 11, bà Nguyễn Phương Hằng và ông Huỳnh Uy Dũng tổ chức chương trình Doanh nhân Huỳnh Uy Dũng và CEO Nguyễn Phương Hằng gặp gỡ và giao lưu cùng quý khán giả. Buổi livestream thu hút hàng trăm YouTuber và gần 1.000 người tham gia trong điều kiện dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp. Thưa quý vị, từ Facebook Mỹ Quỳnh có ghi nhận rằng, cũng theo lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bình Dương, tại thời điểm buổi livestream được diễn ra, Sở đã cử người xuống khu du lịch Đại Nam để ghi nhận tình hình. Mặc dù thời điểm hiện tại, Bình Dương cho phép loại hình khu du lịch mở cửa, nhưng vẫn phải giảm công suất và phải tuân thủ quy tắc 5K giữ khoảng cách an toàn. Tuy nhiên, theo ghi nhận thực tế buổi livestream này thu hút quá đông người, không đảm bảo nguyên tắc phòng chống dịch Covid-19. Chúng tôi có trách nhiệm thu thập thông tin làm báo cáo gửi lên lãnh đạo tỉnh Bình Dương, tỉnh sẽ căn cứ các đề xuất và ra quyết định xử phạt. Lãnh đạo Sở Văn hóa Thể thao Du lịch Bình Dương cho biết. Clip một YouTuber tham gia trong buổi livestream có lời lẽ xúc phạm báo chí. Trước đó, chiều ngày 14 tháng 11, bà Nguyễn Phương Hằng và ông Huỳnh Uy Dũng, tức Dũng Lò Vôi, chủ khu du lịch Đại Nam, đã tổ chức chương trình Doanh nhân Huỳnh Uy Dũng và CEO Nguyễn Phương Hằng gặp gỡ và giao lưu cùng quý khán giả. Đáng nói, buổi livestream này đã thu hút hàng trăm YouTuber và gần 1.000 người có mặt trực tiếp để tham gia, trong khi dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp. Một điều khác khiến dư luận hết sức bất bình và khách mời trong livestream của bà Nguyễn Phương Hằng đã có phát biểu thiếu chuẩn mực cho rằng báo chí của Cộng sản chung với phản động để đánh một Nguyễn Phương Hằng. Được biết liên quan nội dung này, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bình Dương cũng đang vào cuộc để xác minh làm rõ các phát ngôn thiếu chuẩn mực. Nhà báo Hàng Ni đề nghị đoàn luật sư thành phố Hồ Chí Minh không tiếp nhận đơn khiếu nại của bà Nguyễn Phương Hằng.